Hello, xin chào quý anh chị và các bạn trở lại với fanpage và kênh YouTube của Hoàng Nhân TV. Hồi tục trong quá trình đi đưa chia sẻ các cái thông tin quy hoạch cho quý chú anh chị xem. Mục đích là để cái việc đầu tư được chuẩn và chính xác nhất. Thứ hai là nắm được giá đất của từng vùng, từng khu vực. Thì hôm nay em đến cái xã Vĩnh Thạnh nha cả nhà ha. Đây ạ. Đây là xã Vĩnh Thạnh ạ. Là trong cái đường viền màu đỏ nét đất của em đây. Thì hôm nay em sẽ đi chi tiết về cái xã này cho quý cô chú anh chị cùng xem. Bằng Google Map qua đó chúng ta đánh giá nó như thế nào ha, và cái việc đầu tư. Thế là vị trí địa lý thì xã Vĩnh Thạnh cách trung tâm thành phố Nha Trang thì rơi vào khoảng 5 km ạ, ra trong cái viền này. Thì có một phần tiếp giáp theo phía đông á, là tiếp giáp với xã Vĩnh Ngọc này. Phía bắc là tiếp giáp với Vĩnh Phương. Phía tây và sông Cái á, phía tây là giáp với Vĩnh Trung. Đấy. Còn phía nam là giáp với một ít Vĩnh Trung và Vĩnh Hiệp ha cả nhà ha. Tràn qua một ít đó, bên phía đường 23 tháng 10 và bệnh viện giao thông vận tải đây, mọi người thấy không ạ? Đó, nét đất đỏ này, mọi người nhìn người ta hình dung được luôn. Đó, nằm trong đây. Thì có một đoạn đường sắt đi ngang qua đoạn này. Nó nằm ngay bệnh viện Mắt Sài Gòn, thì có ở đây có cái sông nối ra là sông Quán Trường á, nó là nối ra khu đô thị phía Tây. Cái đoạn này. Đó. Quý chú anh chị xem hình dung được không ạ? Đó. Trong quá trình xem thì quý chú anh chị cần kiểm tra các bài khu vực nào thì inbox cho Nhan TV nhé, bằng việc kết nối cái số điện thoại trong cái phần mô tả đấy, hoặc là trong trang chủ của em ấy, thì sẽ có cái thông tin liên hệ. Quý chú anh chị cần kiểm tra bất cứ khu vực nào thì inbox em sẽ hỗ trợ giúp quý chú anh chị kiểm tra. Đó thì Vĩnh Thạnh thì có hai cái đoạn là đoạn quốc lộ à đâu đoạn đường 23 tháng 10 đó, là đường chính nối liền Diên Khánh và Nha Trang đó, và cái đoạn đường hương lộ 45 đó, đây là đường Lưu Định Của đó, nối lên Võ Cang đó, có dọc bờ sông Cái kết nối. Thì hiện tại á, em đi từ phía bắc nha, thì hiện tại ngay đây thì đang có cái bờ kè đang làm đó, bờ kè đang làm này, và kết nối ba xã Vĩnh Trung, Vĩnh Ngọc và Vĩnh Thạnh đó, đang làm rất là tốt rồi đó. Và ngay đây có cái đoạn cầu Vĩnh Phương. Thì đoạn này đa phần là quy hoạch đất thương mại dịch vụ sản xuất cả nhà ha. Đoạn này rất là nhiều kho xưởng tập trung vị trí này. Giao thông rất là thuận lợi, hiện tại bến xe phía Nam hiện hữu á thì cũng đi qua khu vực này, qua cầu Vĩnh Phương, qua Vĩnh Thạnh và lên trên trên này. Đó là có bến xe ngay siêu thị Metro luôn á, nó đi dọc đây, nó thuộc Vĩnh Trung. Đó. Còn chúng ta Vĩnh Thạnh là bên này. Đa phần là quỹ đất nông nghiệp và dân cư ở rất là đông rồi. Đó. Cái điểm nổi bật ở đây là tập trung sầm uất nhất là chính là cái khu vực chợ ga đấy ạ. Chợ ga đây, chợ ga Vĩnh Thạnh, từ đây từ thành phố đến đây khoảng 5 cây số, ủy ban, trạm y tế, trường học thì tập trung ở đây, khu này là khu sầm uất nhất. Và giá đất dọc cái trục đường chợ ga này hiện tại dao động từ khoảng từ 25 đến 30 triệu đồng mét vuông đất rồi. Đa phần là ô bàn cờ. Hồi trước thì khu trên này thì được chia lô tách thửa rất là nhiều đó, và được quy hoạch nằm trong quy hoạch khu phía tây thành phố Nha Trang, nhưng hiện tại thì quy hoạch này thì dần được bỏ rồi, nhưng mà chưa có quyết định cả nhà ha. Bởi vì thế cho nên tất cả đất đai khu vực xã Vĩnh Thạnh này về quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 thì chưa có, cho nên quý anh chị đi mua nhà ở khu vực này thì chúng ta phải chú ý một tí nha, phải chấp nhận thôi. Có nghĩa là chúng ta mua một căn nhà thì trên sổ là sổ đất, nhưng mà chúng ta muốn hoàn công vào á thì chưa được đâu ạ. Đó, quý chú anh chị để ý điều này nha. Và cái việc xin phép xây dựng thì chỉ là giấy phép xây dựng tạm hoặc là có thời hạn thôi. Đó, những cái khu này này dân cư ở rất là đông rồi, nhưng mà chưa có cái chi tiết xây dựng đâu. Chúng ta mua một cái sản phẩm nhà một trệt hai lầu 80 mét vuông thì khi chúng ta cầm cái sổ chỉ là sổ đất thôi, chúng ta để cái phần nhà ở thì chưa có. Thì theo em thì trong thời gian tới cá nhân em nhận định thì sẽ có cái chi tiết xây dựng cho khu vực này đó. Và dọc cái trục những cái này là khu vực dành cho đất cây xanh rất là nhiều. Đó, thì tí nữa em sẽ qua cái bản đồ quy hoạch đến năm 2030 tỷ lệ 1/25.000 cho quý chú anh chị cùng xem ha. Mọi người xem ở đây thì cho em xin một like, một subscribe, một comment vào clip này nha, để lan tỏa đến nhiều quý chú anh chị đang cần tới nó. Tại vì cái việc mà xem địa thế, xem giá đất ở các cái khu vực xã ven thành phố Nha Trang rất là quan trọng đó. Rất là nhiều người đang cần nhưng thông tin chưa được bơm đến thôi. Thì vừa qua khâu em làm chuỗi các clip
series về quy hoạch thành phố Nha Trang thì rất là nhiều quý cô chú anh chị lớn tuổi nhờ kiểm tra cũng như các cái sổ cũ á, nhờ đo vẽ lại đất có bị biến động hay không. Đó. Bên em đều hỗ trợ rất là tốt. Đó, về bí 23 tháng 10 á, thì có một cái đoạn này cũng thuộc Vĩnh Thạnh này cả nhà, là chúng ta đi vào cái đường Vịnh 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 đường sắt này, là chúng ta cua tay trái xuống là cái cụm đất này này là thuộc Vĩnh Thạnh nha, nó nằm gần ngay khu Liên Cơ á, ủy ban xã Vĩnh Hiệp á, gần ngay khu Liên Cơ đây. Đó. Về tiện ích xung quanh thì ở đây có ngoài cái chợ ga này còn thông thuận sang Vĩnh Phương đi lên quốc lộ 1 cũng rất là tốt, hoặc là chúng ta đi theo cái đường ngày 3 tháng 10 á là chúng ta chạy thẳng lên cây dầu đôi Diên Khánh luôn, đi vào Bắc Nam, đi vào Bắc Nam luôn. Còn chúng ta đi cái trục là một trục metro sang, hai là cái trục Vĩnh Thái này, hay con chuột em chỉ này, là chúng ta đi ra cũng đến đường Võ Nguyên Giáp. Nói chung giao thông khá là thuận lợi và giá đất trung bình ở xã Vĩnh Thạnh hiện tại thì dao động khoảng từ 13 đến 17 triệu đồng cho 1 m² đất tùy theo từng vị trí. Đó, 13 là cái giá thấp nhất rồi. Chúng ta mua thể ở được. Quý chú anh chị cách trung tâm thành phố 5 cây số đi mà với giá đất như này chúng ta mua một mảnh khoảng 700 800 triệu. Diện tích nhỏ đấy, khoảng 5 60 m² hoặc là to hơn thì 100 m thì rơi vào khoảng tỷ 3 tỷ 4 thì chúng ta có đất chúng ta sẽ ở rồi nha. Còn vị trí đẹp thì đường thông hệ thoáng rơi khoảng 17 18 triệu đến 20 triệu tùy từng vị trí. Nhưng về xây dựng thì chúng ta phải chấp nhận nha cả nhà ha. Hiện tại do nó chưa có kế hoạch chi tiết xây dựng 1/500 và gọi chi tiết xây dựng đó, cho nên quý vị anh chị mua đây thì chúng ta xác định là trước mắt là đường hiện trạng và chúng ta xin giấy phép xây dựng có thời hạn, nó sau này kế hoạch nhà nước có thay đổi á thì lúc đó chúng ta xin cập nhật lại giấy phép xây dựng sau đó. Tại vì khi cái việc mà giấy phép xây dựng và hoàn công căn nhà vào trong đất á đó, thì tài sản vào đất á, thì cái giá trị của bất động sản chúng ta nó tăng rất là nhiều đó. Quý anh chị hình dung được chỗ này không ạ? Ngay lâu đó chúng ta đi 70 m² chỉ đất không đi thì đang định giá khoảng 700, nhưng có căn nhà vào thì chúng ta có thể định giá được khoảng 1 tỷ, hơn 1 tỷ gì đó. Đó, cái điều này cả nhà lưu ý ha. Và bây giờ em sẽ đi đến cái phần quy hoạch đến 2030 về sử dụng đất của cái xã Vĩnh Thạnh như thế nào rồi nha. Cả nhà chú ý theo dõi cái con chuột của em nha. Đây. Đây đây. 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 Đây là cái trục đường cái con chuột của em nè. Cái trục này là trục đường 23 tháng 10 nè. Đó. Đây là trục Võ Nguyên Giáp nè. Đó, đây là xã Vĩnh Thạnh nằm bên khu này tiếp giáp với Ngọc này, đây là cầu Vĩnh Phương này. Đó, bên này là Vĩnh Trung. Đó. Vĩnh Thạnh thì nằm mà đa phần nằm bên cái phía tay phải từ 23 tháng 10 chúng ta đi lên. Đó. Mình zoom sát được một tí cả nhà ha. Đó. Đó, khu vực này thực hiện theo quy hoạch chi tiết xây dựng này đó. Sắp tới em nghĩ khu vực này sẽ có cái chi tiết xây dựng thôi đó, từ bên này sang đây đoạn đường sắt này để nó vận giao thông vận tải đi vào này cả nhà đó. Màu này là một bệnh viện, một cam cam đi vào ở đây đó. Bên này là sông đi dọc theo đó, rất là nhiều con đường quy hoạch qua khu vực này đó. Đây là cái tuyến đường D30 này cả nhà, đang nối sang đó, sau này nối thẳng nó vào nối vào cầu Vĩnh Phương luôn này. Đó, cả nhà thấy không ạ? Đất giáo dục này cũng rất là nhiều. Đấy. Đất ở rất là nhiều. Nếu theo quy hoạch cũ ấy, thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều đất cây xanh quy hoạch, nhưng hiện tại thì cái phần đất cây xanh quy hoạch này ít rồi. Đó. Đa phần là đất thương mại dịch vụ này. Đây là cái đoạn dọc cầu Vĩnh Phương này lúc nãy em nói ban đầu á, TMD á. Còn đây đất lúa phải đất ở. Đó. Dọc đây là DKV đất dịch vụ bờ kè dọc khu này đó. Để nhà quan sát là thấy thôi, đây là quy hoạch tỷ lệ 1/25.000 nha. Đó. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025 đây, quý vị có thể xem đến 2030 cho tỷ lệ 1/25.000, em nói nhầm sorry. Đó. Chung những cái file quy hoạch này thì hiện tại thì đã được công khai hết rồi trên cả cái hệ thống, mà quý cô chú anh chị không có điều kiện đi xem nó hoặc như thế nào đó, thì em làm clip này để giúp quý cô chú anh chị xem và dễ hình dung hơn đó.
Đây, tỷ lệ 1 phần 25 ngàn. Quý vị anh chị mà muốn biết đất nhà mình vị trí nào, quy hoạch sao thì inbox cho em sẽ hỗ trợ nhé. Ở đây rất là nhiều đường ô bàn cờ đó, cả nhà nhìn hình dung được không ạ? Đó, sầm uất nhất là có khu vực này đó, chợ hay vị trí này, khu vực mà chợ ga là sầm uất nhất đó. Bên này là khu kho trứng này, này ủy ban tập trung hết ở đây, trường học ở đây đó. Đó, đất giáo dục này, đất đất dịch vụ này. Nói chung là nhờ quý cô chú anh chị á, mà sang bên Vĩnh Thạnh mà mua dọc những cái vị trí mà nó gần sông á, cái có nhiều cái khu biệt thự view sông này nọ đó, thì nên kiểm tra kỹ nha, tại vì nhà nước đang có kế hoạch làm cái đường kênh thoát lũ đó, mở rộng ra đó, cho nên nếu chúng ta mua không để ý chúng ta sẽ bị dính đấy. Đó, em thu nhỏ lại cho quý cô chú anh chị xem này. Quy hoạch này tôi hoàn được công khai cả nhà ha, thuộc thành phố Nha Trang, hoàn toàn công khai đó. Quý cô chú anh chị có nhu cầu đến xem hoặc là xem quy hoạch bất cứ khu vực nào thì inbox cho em nhé. Rồi, cả nhà thấy video này giá trị cho em xin thứ nhất là một like, thứ hai là một lượt follow, thứ ba là tốt nhất là một phần bình luận vào clip này để lan tỏa nhiều người, và thứ tư là một nút super thanh khoảng một ly cà phê thôi, trị giá 20k thôi, để em có nhiều động lực cũng như là có kinh phí để duy trì kênh YouTube đó và đi quay nhiều clip thực tế cho quý chú anh chị cùng xem. Rồi, em xin kết thúc clip ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.